Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Hơn 200 người thiệt mạng vì lũ lụt, Tây Ban Nha phải mở nhà xác tạm thời. Trận lũ lụt nghiêm trọng đang hoành hành tại Tây Ban Nha đã khiến hơn 200 người thiệt mạng, buộc các lực lượng cứu hộ phải mở nhà xác tạm thời tại một trung tâm hội nghị. Đây được coi là thảm họa thời tiết tồi tệ nhất ở châu Âu trong vòng 5 thập kỷ qua, ảnh hưởng nặng nề đến nhiều khu vực, đặc biệt là Valencia. Theo báo cáo, ít nhất 202 người đã thiệt mạng tại Valencia, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất của trận lũ lụt. Ngoài ra, 3 người khác cũng đã tử vong ở các vùng Castilla, La Mancha và Andalusia. Số liệu thương vong này gần đạt con số 209 người thiệt mạng trong trận lũ lớn ở Rumani vào năm 1970, trong khi trận lũ ở Bồ Đào Nha năm 1967 đã cướp đi gần 500 mạng sống. Để ứng phó với tình hình khẩn cấp này, khoảng 500 binh sĩ đã được triển khai tại Valencia nhằm tìm kiếm những người mất tích và hỗ trợ những người sống sót. Tổng cộng, 1.700 quân nhân đã được điều động trên toàn quốc để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, một số khu vực vẫn bị chia cắt, chỉ có thể tiếp cận bằng trực thăng, làm tăng thêm khó khăn cho công tác cứu hộ. Bộ trưởng phụ trách hợp tác giữa các khu vực của Tây Ban Nha, Angel Victor Torres, cảnh báo rằng số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng, khi hàng chục người vẫn chưa được tìm thấy. Trước tình hình nghiêm trọng này, chính phủ Tây Ban Nha đã tuyên bố quốc tang kéo dài 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân. Trong bối cảnh gần 75.000 ngôi nhà vẫn bị mất điện, lực lượng cứu hỏa đang phải thực hiện những biện pháp khẩn cấp như hút xăng từ các xe ô tô bị bỏ lại trên đường để cung cấp năng lượng cho máy phát điện tại các hộ gia đình. Một lính cứu hỏa từ Andalusia đã chia sẻ, "Chúng tôi đi từ xe này sang xe khác để tìm bất kỳ loại xăng nào có thể." Sự kiện đau thương này bắt đầu vào ngày 29 tháng 10, khi lượng mưa tương đương một năm đã đổ xuống trong vòng chỉ 8 giờ ở một số khu vực của Valencia. Cơn mưa đã cuốn trôi nhiều xe hơi, nhổ bật gốc cây và kéo theo những mảng tường từ các tòa nhà, tạo ra cảnh tượng tàn phá khó tin. Tây Ban Nha đang phải đối mặt với một thách thức lớn trong việc phục hồi sau thảm họa này, và sự hỗ trợ khẩn cấp từ các lực lượng cứu hộ là rất cần thiết để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng. Trận lũ lụt này không chỉ để lại những mất mát về người, mà còn giống lên hồi chuông cảnh tỉnh về tác động của biến đổi khí hậu đến an toàn cộng đồng. Trong ngày 31 tháng 10, cơn mưa to ập xuống vùng Valencia, Tây Ban Nha, gây ra lũ quét và dẫn đến thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Số người thiệt mạng do lũ quét khủng khiếp ở miền đông Tây Ban Nha đã tăng lên 158 vào ngày 31 tháng 10, trong khi các đội cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người mất tích sau thảm họa liên quan đến cơn bão gây ra cái chết hàng loạt ở châu Âu gần đây. Theo thống kê tại một cuộc họp, tổng cộng có 158 người đã mất và hàng chục người vẫn còn mất tích. Tại vùng Valencia, lượng mưa trút xuống tương đương với một năm đã đổ xuống chỉ trong 8 giờ, dẫn đến lũ quét nghiêm trọng. Trận càn quét kinh hoàng lần này được coi là thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của Tây Ban Nha, và các nhà khí tượng học cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như vậy xảy ra thường xuyên hơn và có sức tàn phá mạnh mẽ hơn. Trong quá trình kiểm tra và cứu trợ, đội cứu hộ đã phát hiện thi thể của 8 nạn nhân, trong đó có một cảnh sát địa phương bị mắc kẹt trong một gara ở ngoại ô thành phố Valencia. Thị trưởng Maria Jules Catala thông báo với các phóng viên. Cùng tại khu phố La Torre, một phụ nữ 45 tuổi cũng đã được tìm thấy đã thiệt mạng trong căn nhà riêng của mình. Hàng nghìn người dân đẩy xe hàng đã băng qua một cây cầu dành cho người đi bộ bắc qua sông Turia từ La Torre vào trung tâm Valencia để mua những nhu yếu phẩm cần thiết như giấy vệ sinh và nước. Các chính trị gia đối lập đã chỉ trích chính quyền vì phản ứng chậm chạp trong việc cảnh báo người dân và huy động lực lượng cứu hộ. Một người dân tại thị trấn Caudaleta đã chia sẻ rằng mình đã sống sót nhờ bám vào một cây cột trên hiên nhà hàng xóm vào ngày 29 tháng 10 khi nước ngập đến cổ. Ngôi nhà của họ từng chịu thiệt hại nặng nề trong hai trận lũ lớn vào những năm trước. Lũ quét kinh hoàng đã gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng tại Valencia, cuốn trôi cầu, đường và đường sắt, đồng thời nhấn chìm cả những vùng đất hoa màu của người dân. Trong chuyến thăm một trung tâm điều phối cứu hộ gần thành phố, Thủ tướng Tây Ban Nha
Pedro Sanchez đã kêu gọi người dân ở nhà để tránh nguy cơ thời tiết xấu đang diễn ra phức tạp, khó có thể lường trước được. Yếu tố con người là quan trọng nhất, chính vì vậy càng nên cố gắng bảo vệ, tránh thiệt hại về tính mạng con người là tốt nhất. Tây Ban Nha quay cuồng với trận lũ lụt tàn khốc nhất trong 3 thập kỷ. Thông tin từ chính quyền địa phương ngày 30 tháng 10 cho biết, gần 100 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt chết chóc nhất tại Tây Ban Nha trong 3 thập kỷ qua sau khi mưa lớn trút xuống vùng Valencia ở miền đông nước này vào hôm trước, khiến đường xá và các thị trấn chìm trong biển nước. Dựa trên các hình ảnh truyền hình từ thị trấn Chiltel, nhiều nhân viên cứu hộ đang làm việc trong điều kiện ánh sáng yếu, sử dụng xuồng cao su để tiến vào các khu vực bị ngập lụt. Họ không chỉ tìm kiếm những người còn mắc kẹt mà còn đưa nhiều người đến nơi an toàn. Lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực hết sức để tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Trong khi đó, Thủ tướng Pedro Sanchez đã phát biểu trên truyền hình bày tỏ nỗi đau buồn đối với những người hiện vẫn đang tìm kiếm người thân của mình, đồng thời cam kết sẽ xây dựng lại các đường phố, quảng trường và cầu cống ở những nơi bị tác động bởi lũ lụt. Carlos Mazon, lãnh đạo khu vực Valencia, cũng cho biết vẫn còn một số người bị cô lập ở những khu vực khó tiếp cận. Ông nhấn mạnh trong một cuộc họp báo rằng, nếu lực lượng cứu hộ chưa đến được, đó không phải vì thiếu phương tiện hay ý định mà là do vấn đề lối vào. Cho biết việc tiếp cận một số khu vực là hoàn toàn không thể. Tại Castilla La Mancha, chính quyền cho biết lũ lụt do bão đã khiến 2 người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích, trong khi ở Valencia, số người tử vong đã lên tới ít nhất 62 người. Trên mạng xã hội, hàng chục video ghi lại hình ảnh nhiều người mắc kẹt trong dòng nước lũ đã được đăng tải, trong đó một số người buộc phải trèo lên cây để tránh bị cuốn trôi. Những cảnh quay cho thấy lực lượng cứu hộ đang sử dụng gầu của một chiếc máy ủi để đưa phụ nữ đến nơi an toàn. Đồng thời, các quan chức thông báo rằng trận lũ lụt đã dẫn đến việc hủy bỏ nhiều chuyến tàu đến Madrid và Barcelona, cùng với nhiều trường học và dịch vụ thiết yếu khác phải dừng hoạt động ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Công ty điện lực IDE cho biết có khoảng 150.000 khách hàng ở Valencia hiện không có điện. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp trong khu vực đã kêu gọi mọi người dân hạn chế di chuyển bằng đường bộ và tuân thủ các chỉ dẫn chính thức. Một đơn vị quân sự chuyên trách cứu hộ cũng đã được triển khai để hỗ trợ nhân viên cứu hộ địa phương. Nhiều khu vực như Turris, Chiva và Punon đã ghi nhận lượng mưa vượt quá 400mm, tương đương với tổng lượng mưa trung bình của cả năm, khiến cơ quan thời tiết AEMET phải ban hành cảnh báo đỏ hôm 29 tháng 10. Mặc dù mưa đã giảm, cảnh báo đã được hạ xuống mức cam, nhưng với cơn bão di chuyển về phía đông bắc, Catalonia đã ban hành cảnh báo đỏ cho khu vực xung quanh Barcelona do nguy cơ gió mạnh và mưa đá. Số người tử vong tại Tây Ban Nha hiện là cao nhất ở châu Âu do lũ lụt kể từ năm 2021. Có ít nhất 185 người thiệt mạng ở Đức. Đối với Tây Ban Nha, đây là thảm họa lũ lụt gây tử vong nhiều nhất kể từ năm 1996, khi 87 người mất mạng ở gần một thị trấn dãy núi Pinares. Nhà vua Tây Ban Nha Philip đã bày tỏ sự chia buồn sâu sắc trước những mất mát to lớn về sinh mạng trong trận lũ lụt vừa qua, đồng thời nhấn mạnh rằng lực lượng cứu hộ của đất nước đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đã lên tiếng trên mạng xã hội, khẳng định rằng châu Âu sẵn sàng hỗ trợ Tây Ban Nha, mô tả tình hình hiện tại là thật tàn khốc. Trong khi đó, ASAGA, một trong những tổ chức nông dân lớn nhất đất nước, cảnh báo về thiệt hại nghiêm trọng đối với vụ mùa, đặc biệt là khi Tây Ban Nha là nơi xuất khẩu cam tươi và sấy khô lớn nhất thế giới, với Valencia chiếm khoảng 60% sản lượng cam cả nước. Các nhà khoa học cũng đã chỉ ra rằng hiện tượng thời tiết cực đoan đang ngày càng gia tăng ở châu Âu do biến đổi khí hậu. Với ông Ernesto Rodriguez Camino, một nhà khí tượng học hàng đầu, nhấn mạnh rằng những cơn bão lớn như vậy giờ đây đã xảy ra thường xuyên hơn và có sức tàn phá mạnh mẽ hơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!